và tôi cũng hỏi lại bộ trưởng một câu đấy tức là cái cầu như nguyệt trên đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang nó là của ngân sách trung ương và bộ giao thông quản lý thì vì sao mà thủ tướng với chính phủ giao được cho Bắc Giang mà cái câu mà trả lời của đại biểu Nguyễn Văn Mạnh Vĩnh Phúc thì bộ trưởng lại bảo phải chờ thường vụ quốc hội và quốc hội là thế nào <laughs> xin phép tranh luận <laughs> Ý cầu Như Nguyệt này nó là cũng là của cao tốc và trách nhiệm đây là của ngân sách trung ương. Thế sao chính phủ giao được cho 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 địa phương làm đây là gọi là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng không ạ? Và, vốn của địa phương mà tại sao chỗ khác như anh mạnh nói thì là phải đi chờ từ vụ cho cơ hội và và quốc hội thì tôi xin tí nữa đại biểu cũng bộ trưởng quan tâm trả lời câu hỏi của tôi thắc mắc của tôi <laughs> Thực ra báo cáo với Chủ tịch Quốc hội là cái cầu Như Nguyệt ấy à, tại sao là trước đây là khi vì nó rất là khẩn cấp vì nó tắc và à, và tai nạn giao thông rồi là nó liên tục tắc. Chính vì thế cho nên là à, chính phủ cũng là à, là trong cái trường hợp cấp bách thì giao cho tỉnh là thực hiện cái việc đầu tư và dự kiến là cuối năm nay là cái cây cầu này đã đã được thông xe để xử lý vấn đề cấp bách. Thế và chính vì thế thì hiện nay thì còn một số cái tuyến đường một số cây cầu cũng đang trong tình trạng như này. Thì nếu như mà ở đây là chỉ xử lý trường hợp cấp bách thôi. Còn cũng cũng cũng, cũng về phía quan điểm bộ thông cũng rất muốn là là tham mưu cho chính phủ và cũng rất muốn là uh, Quốc hội tạo điều kiện để để có một cái mở rộng cái thí điểm. Cho thí điểm thì cho thí điểm thêm một số một số cái công trình một số hạng mục. Chứ còn không thì là 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 nó cũng có cái khó khăn trong cái việc là đầu tư các cái kết, kết cấu hạ tầng mà sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương. Thi hành luật nhà năm 2014, cơ sở chính trị, sự cần thiết ban hành, mục đích, yêu cầu và quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án luật nhà sửa đổi đã được thể hiện rõ trong tờ trình của chính phủ. Thừa quý quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt chính phủ, tôi xin trình bày các nội dung cơ bản của tờ trình về dự án luật nhà sửa đổi như sau. Một, về quá trình xây dựng dự án luật nhà ở sửa đổi, thực hiện chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, chính phủ đã tiến hành tổng kết thi hành luật nhà ở năm 2014 để làm cơ sở xây dựng dự thảo luật nhà ở sửa đổi theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng đã tổ chức các cuộc họp ban soạn thảo, tổ biên tập, các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà khoa học, chuyên gia tại ba miền của đất nước và đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của chính phủ, của Bộ Xây dựng để tập hợp ý kiến xây dựng dự luật, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia đối với dự án luật nhà ở sửa đổi. Ngày 10 tháng 3 năm 2023, chính phủ đã có tờ trình số 68 trên Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án luật nhà ở sửa đổi. Trên cơ sở tờ trình của chính phủ, ngày 16 tháng 3 năm 2023, Ủy ban pháp luật của Quốc hội đã có báo cáo thẩm tra sơ bộ về dự án luật này. Tiếp đó, ngày 17 tháng 3 năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến và có thông báo kết luận ngày 21 tháng 3 năm 2023 về dự án luật nhà ở sửa đổi. Tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo. Ngày 14 tháng 4 năm 2023, Chính phủ đã có tờ trình số 119 trình Quốc hội về dự án luật nhà ở sửa đổi ngày 21 tháng 4 năm 2023. Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra chính thức dự án luật nhà sửa đổi, ban hành báo cáo ngày 15 tháng 5 năm 2023 thẩm tra dự án luật nhà sửa đổi gửi Quốc hội. Hai kết cấu chính của luật nhà sửa đổi, dự thảo luật nhà sửa đổi gồm có 13 chương với 196 điều. So với luật nhà ở năm 2014 thì dự thảo luật sửa đổi đã tăng 13 điều, bãi bỏ 7 điều trong luật hiện hành, giữ nguyên 47 điều sửa đổi bổ sung 104 điều, bổ sung mới 34 điều, luật hóa từ nghị định 11 điều, cụ thể như sau. Chương 1, những quy định chung. Chương này gồm 7 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, áp dụng luật nhà ở và các luật khác có liên quan, các hành vi bị nghiêm cấm, chính sách phát triển và quản lý sử dụng nhà ở, yêu cầu chung về phát triển và quản lý sử dụng nhà ở. Chương 2, sở hữu nhà ở. Chương này gồm 17 điều, gồm quy định chung về sở hữu nhà ở, bao gồm các quy định bảo hộ quyền sở hữu nhà ở, quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu nhà ở, thời điểm chuyển quyền quyền sở hữu nhà ở, quy định về sở hữu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, bao gồm phân loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, quyền trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu, quy định về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân, tổ chức nước ngoài, bao gồm đối tượng, điều kiện được sở hữu nhà ở, khu vực dự án được phép bán nhà ở cho người nước ngoài, số lượng loại nhà ở được sở hữu, quyền nghĩa vụ của tổ chức cá nhân nước ngoài khi mua và sở hữu nhà tại Việt Nam. Chương 3. Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh. Chương này gồm 7 điều, quy định về căn cứ xây dựng chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, nội dung chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, kỳ xây dựng chiến lược và thẩm quyền phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, nguyên tắc và căn cứ xây dựng chương trình kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh, nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh, điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh, xây dựng phê duyệt chương trình kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh. Chương 4: Phát triển nhà ở. Chương này gồm 28 điều quy định về phát triển nhà ở, gồm hình thức phát triển dự án, quỹ đất để phát triển nhà, yêu cầu đối với dự án, các giai đoạn đầu tư xây dựng dự án, phát triển nhà ở thương mại, gồm chủ đầu tư dự án, quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, lựa chọn chủ đầu tư phát triển nhà ở công vụ, phát triển nhà ở phục vụ tái định cư, trách nhiệm quản lý chất lượng nhà ở, yêu cầu về phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tại khu vực nông thôn. Chương 5, cải tạo xây dựng lại nhà chung cư. Chương này gồm 15 điều, quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư, nguyên tắc thực hiện cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư, các hình thức cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư các cơ chế ưu đãi để thực hiện dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, yêu cầu nội dung kế hoạch cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, yêu cầu về quy hoạch dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời. Chương 6: Chính sách về nhà ở xã hội. Chương này gồm 37 điều quy định về nhà ở xã hội gồm đối tượng, điều kiện, nguyên tắc hỗ trợ nhà ở xã hội, phát triển nhà ở xã hội để bán, cho thuê, thuê mua, gồm hình thức phát triển, loại hình dự án, loại nhà, yêu cầu tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội, đất để xây dựng nhà ở xã hội, lựa chọn chủ đầu tư, ưu đãi, nguyên tắc xác định giá thuê, thuê mua, bán nhà ở xã hội, bán cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, phát triển nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang, chính sách hỗ trợ cho các thành viên hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở. Chương 7 tài chính cho phát triển nhà ở. Chương này gồm 6 điều quy định về các nguồn vốn phục vụ cho phát triển nhà ở, nguồn vốn của nhà nước để phục vụ cho phát triển nhà ở, hình thức quy động vốn để phát triển nhà ở, vốn phục vụ cho phát triển đối với từng loại nhà ở, nguyên tắc quy động sử dụng vốn cho phát triển nhà ở, vay vốn ưu đãi thông qua ngân hàng chính sách xã hội để phát triển nhà ở xã hội. Chương 8 quản lý sử dụng nhà ở. Chương này gồm 24 điều quy định về nội dung quản lý sử dụng nhà ở, quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước gồm đối tượng, điều kiện thuê, thuê mua, mua nhà, mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, các trường hợp thu hồi, cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì, cải tạo nhà ở, bảo trì, cải tạo nhà ở đang cho thuê, các trường hợp nhà ở phải phá dỡ, trách nhiệm phá dỡ nhà ở, yêu cầu khi phá dỡ nhà ở, cưỡng chế phá dỡ nhà ở, chỗ ở của chủ sở hữu khi nhà ở bị phá dỡ. Chương 9, quản lý sử dụng nhà chung cư. Chương này gồm 17 điều, quy định về phần sở hữu chung, phần sở hữu riêng trong nhà chung cư, hội nghị nhà chung cư, ban quản trị nhà chung cư, quyền trách nhiệm của ban quản trị nhà chung cư, đơn, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu, quản lý sử dụng, cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, quản lý sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực nhà chung cư. Chương 10 giao dịch về nhà ở. Chương này gồm 31 điều quy định các giao dịch về nhà ở, điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch, điều kiện của các bên tham gia một số giao dịch về nhà ở, hợp đồng về nhà ở, công chứng chứng thực hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng về nhà ở, giao dịch mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, góp vốn bằng nhà ở, cho mượn cho ở ở nhờ nhà ở, thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở và thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai điều kiện thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, thế chấp nhà ở có sẵn và thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai, xử lý nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thế chấp, nội dung phạm vi quỹ quyền quản lý nhà ở, chương 11 quản lý nhà nước về nhà ở, chương này gồm 5 điều, quy định nội dung quản lý nhà nước về nhà ở, đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển quản lý nhà ở, cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, trách nhiệm của bộ xây dựng, thanh tra nhà ở, chương 12 giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về nhà ở gồm hai điều, chương mười ba điều khoản thi hành gồm hai điều về hiệu lực thi hành và quy định xử lý chuyển tiếp. Ngoài ra để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp theo đúng tinh thần chỉ đạo của nghị quyết số hai mươi chín ngày mười bảy tháng mười một năm hai hai mươi hai của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa mười ba về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm hai ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn lăm. Chính phủ báo cáo và trình Quốc hội cho phép có hiệu lực sớm đối với nhóm chính sách về phát triển nhà ở xã hội quy định tại chương sáu từ điều 73 đến điều 109 trong dự thảo luật sẽ có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày luật nhà ở sửa đổi được Quốc hội thông qua để sớm đưa các quy định về nhà ở xã hội vào thực tiễn thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội giúp người dân có thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận với nhà ở phù hợp gắn với việc thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, các nội dung khác sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Trên đây là các nội dung cơ bản của tờ trình dự án luật nhà sửa đổi, chính phủ kính trình Quốc hội. Xin trân trọng, cảm ơn Quốc hội. Tại quyết luật 49 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 245 đã định hướng hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2035. Với cách thức và thực trạng triển khai hiện nay thì việc hoàn thành gần 600 km đường sắt đô thị còn lại, thủ đô là 400 km và thành phố Hồ Chí Minh gần 200 km trong vòng 12 năm tới là khó khả thi nếu không muốn nói là bất khả thi. Về triển khai thực hiện cũng như huy động nguồn lực, từ kinh nghiệm thế giới để giải quyết vấn đề lưu trên, cả hai thành phố cần nghiên cứu áp dụng mô hình tiêu đi cho việc phát triển hệ thống đường sắt đô thị, đảm bảo tính tổng thể tầm nhìn dài hạn của phát triển đô thị bền vững, kết hợp giữa vai trò chủ đạo của nhà nước với nguồn lực sự sáng tạo khu vực tư nhân để tạo sức sống cho giao thông công cộng trở thành động lực thúc đẩy phát triển. Kính thưa Quốc hội, hiện nay mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông TOD Transit Oriented Development đang được nhiều quốc gia, thành phố trên thế giới nghiên cứu, áp dụng như là một giải pháp căn cơ, dài hạn để giải quyết những vấn đề lớn liên quan đến phát triển đô thị như quá tải về hạ tầng, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, <laughs> thiếu hụt nhà ở xã hội, thiếu hụt nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng. Tại Việt Nam hiện nay, Bộ Chính trị khóa 13 đã ban hành các định hướng chỉ đạo liên quan đến vấn đề này như nghị quyết 15 về phát triển thủ đô, nghị quyết 31 phát triển thành phố hồ chí minh, hay nghị quyết 06 phát triển đô thị bền vững và nghị quyết 30 về phát triển vùng đồng bằng sông hồng và mới đây là kết luận 49 của anh chị về phát triển hệ thống đường sắt việt nam. Đây là cơ sở chính trị là tiền đề quan trọng đặt nền móng cho việc gắn kết phát triển đô thị với mô hình TOD. TOD hiện nay được hiểu như là một mô hình phát triển đô thị trong đó lấy đầu mối giao thông công cộng thường là các nhà ga đường sắt để tích hợp các chức năng sử dụng khác như khu nhà ở, văn phòng, tài chính, thương mại và khu vực bên trong các nhà ga và xung quanh ga trong phạm vi bán kính tối đa 800 cho đến 1 km. Tương đương với 10 đến 15 phút để người dân đi bộ đến nhà ga. Cốt lõi của TOD là mối quan hệ giữa giao thông công cộng và sử dụng đất, thúc đẩy phát triển đô thị theo chiều đứng, tức là đô thị nén thay vì phát triển theo chiều ngang vết dầu loang lấy giao thông công cộng dẫn dắt sự phát triển bền vững của đô thị và sự phát triển của đô thị lại tạo ra nguồn lực để duy trì và phát triển giao thông công cộng. Mô hình TOD chủ yếu và hầu hết được lựa chọn xây dựng dựa trên loại hình giao thông đường sắt nằm xương sống để định hướng phát triển đô thị. Thứ nhất về kinh nghiệm quốc tế, những lợi ích mà TOD mang lại giảm ùn tắc giao thông, tăng số lượng hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tăng giá trị đất xung quanh các nhà ga, giảm gánh nặng cho nhà nước, khuyến khích sự sáng tạo của khu vực tư nhân là không thể phủ nhận và đã được đúc kết qua thực tiễn triển khai ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, triển khai TUD là một quá trình phức tạp, kéo dài với phạm vi nghiên cứu rộng và sự tham gia của nhiều chủ thể ở nhiều cấp độ. Do đó, triển khai một dự án theo mô hình TUD luôn có rủi ro, thách thức cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Thực tiễn mô hình TOD thành công cho thấy cần có bốn nhân tố cơ bản: một là tầm nhìn và quyết tâm chính trị, hai là cơ chế chính sách để tích hợp giao thông với việc sử dụng đất trong phát triển đô thị, ba là cơ chế phối hợp giữa các chủ thể trong tham gia phát triển TOD và bốn là cơ chế công cụ huy động vốn và chia sẻ rủi ro lợi ích khi làm TOD. Nguyên tắc chung để triển khai TOD là thực hiện lồng ghép các dự án đường sắt đô thị vào các dự án phát triển bất động sản thông qua các cơ chế hỗn hợp. Cơ chế công cụ để huy động nguồn lực tài chính để triển khai TOD có nhiều hình thức khác nhau, là hình thức đối tác công tư như PPP, là sử dụng các công cụ đánh thuế tài sản phí chuyển nhượng như ở châu Âu, ở Mỹ hay là cho các nhà đầu tư thuê hoặc đấu giá quyền sử dụng đất để lấy nguồn lực phát triển như của Trung Quốc. Thứ hai, về áp dụng mô hình tô đi cho các đô thị đặc biệt tại Việt Nam. Sự cần thiết, theo quy hoạch, thành phố Hà Nội có 417 km đường sắt đô thị, 10 tuyến với tổng mức đầu tư khoảng 40 tỷ đô. Thành phố Hồ Chí Minh có 220 km đường sắt đô thị, 8 tuyến, tổng mức đầu tư khoảng 25 tỷ đô. Tuy nhiên, hiện nay việc triển khai hình thành các tuyến theo quy hoạch là rất chậm, các dự án đường sắt đô thị thường kéo dài 15 đến 20 năm mới hoàn thành nguồn lực đầu tư là rất lớn vượt quá khả năng cân đối từ ngân sách nguồn vốn chủ yếu là oda và ngân sách nhà nước trong khi đó oda thì hạn chế và ngân sách nhà nước thì eo hẹp thực tế triển khai các dự án đường sắt đô thị trong thời gian qua cho thấy khá nhiều bất cập bên cạnh vấn đề chậm tiến độ đội vốn các tuyến đường sắt đô thị còn thiếu tính gắn kết với việc tái cấu trúc không gian đô thị thiếu tính liên thông kết nối với chính hệ thống giao thông không gian đô thị cho nên khó khăn trong việc tiếp cận các nhà ga làm giảm đáng kể hiệu quả khai thác của loại hình vận tải cố lớn và mỗi tuyến đường sắt đô thị lại là một công nghệ khác nhau theo yêu cầu ràng buộc từ nhà tài trợ. Tại quyết luận 49 của anh chị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 245, đã định hướng hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2035. Với cách thức và thực trạng triển khai hiện nay thì việc hoàn thành gần 600 km đường sắt đô thị còn lại, thủ đô là 400 km và thành phố Hồ Chí Minh gần 200 km trong vòng 12 năm tới là khó khả thi, nếu không muốn nói là bất khả thi. Về triển khai thực hiện cũng như huy động nguồn lực từ kinh nghiệm thế giới để giải quyết các vấn đề lưu trên, cả hai thành phố cần nghiên cứu áp dụng mô hình tiêu đi cho việc phát triển hệ thống đường sắt đô thị, đảm bảo tính tổng thể tầm nhìn dài hạn của phát triển đô thị bền vững, kết hợp giữa vai trò chủ đạo của nhà nước với nguồn lực sự sáng tạo khu vực tư nhân để tạo sức sống cho giao thông công cộng trở thành động lực thúc đẩy phát triển. Việc thay đổi cách làm, phương thức đầu tư ở tuyến đường sắt đô thị hiện nay là rất cần thiết và tiêu đi là lối đi hướng ra để giải quyết bài toán khó giao thông đô thị cho cả hai thành phố. Không có lý do gì các quốc gia khác làm được mà ta lại không làm được hai một số vấn đề được nhận diện khi áp dụng mô hình TOD đó là nhận thức về chiến lược về hành lang pháp lý về định hướng chiến lược quy hoạch và về cơ chế chính sách 3. về một số định hướng đề xuất cần thực hiện thời gian tới Quốc hội cần chỉ đạo ra soát hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến mô hình phát triển TOD trong các luật, luật đất đai, luật quy hoạch, luật đầu tư, luật xây dựng, luật kinh doanh bất động sản, luật PPP. Các quy định cũng như hành lang pháp lý có liên quan để đảm bảo tính đồng bộ, trong đó xác định rõ quan điểm ưu tiên việc gắn sử dụng đất với phát triển giao thông công cộng bằng các công cụ lập quản lý quy hoạch, thu hồi đất trước để phát triển tiêu đi, thu hồi giá trị đất và bán sau khi khu vực được phát triển, quy định về các tiêu chí và chỉ tiêu quy hoạch xây dựng vị trí các nhà ga. Thứ hai, chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan xây dựng chiến lược định hướng phát triển tiêu đi phù hợp với điều kiện đặc thù của Việt Nam, cho phép thí điểm loại hình này tại một số thành phố trước mắt là một số tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vừa làm vừa tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm để hoàn thiện một chiến lược phát triển TOD hiệu quả và lâu dài. Lưu ý tháng 11 2021, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã ban hành chương trình giao thông đô thị trong đó lựa chọn đưa thí điểm triển khai các dự án đường sắt đô thị theo mô hình TOD trên 37 thành phố. Ba, các đô thị đặc biệt cần nghiên cứu xây dựng ban hành nghị quyết chiến lược riêng về TOD xem đây là giải pháp trọng tâm ưu tiên để phát triển đô thị bền vững TOD phải được nhìn nhận trên góc độ tổng thể phát triển, tái phát triển đô thị, cấu trúc tái cấu trúc đô thị, không chỉ nhìn nhận riêng rẽ từ góc độ lĩnh vực giao thông vận tải. Giả soát điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị kết hợp quy hoạch đô, mô hình TOD tại các khu vực nhà ga depo, trong đó xem xét đánh giá kỹ lưỡng việc lựa chọn hướng tuyến vị trí nhà ga depo, khu vực phố gắn với tái thiết hạ tầng đô thị, khu vực nội đô lịch sử gắn với bảo tồn, quy hoạch khai thác triệt để không gian ngầm khu vực nhà ga depo của tuyến đường sắt đô thị trong khu vực nội đô lịch sử. Thứ tư, xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù để khuyến khích nhà đầu tư tham gia vào các dự án tư đi theo tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Trong đó đối với thành phố Hồ Chí Minh thì xem xét đưa ngay vào nghị quyết sửa đổi nghị quyết 34, thủ đô Hà Nội thì đưa vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Ví dụ như bổ sung các nội dung liên quan đến đặc điểm riêng về quy hoạch xây dựng thành phố theo định hướng tiêu đi làm căn cứ pháp lý cho việc triển khai quy hoạch xây dựng phân khu của thành phố theo định hướng tiêu đi và bổ sung chính sách tiêu đi cấp thành phố cũng như bổ sung hành lang pháp lý cơ chế chính sách để khai thác không gian ngầm đô thị. Xin cảm ơn quốc